Nếu ông Trump, bà Harris hòa phiếu đại cử tri, điều gì sẽ xảy ra? Nếu ông Trump và bà Harris đều giành được 269 phiếu đại cử tri trong bầu cử năm nay, Hạ viện Mỹ sẽ quyết định ai là tân tổng thống. Tại Mỹ, cử tri không trực tiếp bầu tổng thống theo phổ thông đầu phiếu mà thông qua đại cử tri đoàn, gồm 538 đại cử tri. Các bang được phân bổ số lượng đại cử tri theo quy mô dân số và hầu hết áp dụng cơ chế người thắng lấy hết, nghĩa là ứng viên thắng phiếu phổ thông ở bang nào sẽ được trao toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó. Để đắc cử, ứng viên cần nhận tối thiểu 270 phiếu. Hai ứng viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đang bám đuổi nhau xít sao trong các khảo sát toàn quốc và tại 7 bang chiến trường, khiến kết quả trở nên khó đoán, thậm chí có thể dẫn đến kịch bản chưa từng thấy là cả hai hòa nhau về số phiếu đại cử tri. Israel khẳng định không tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Giới chức cấp cao Israel rạng sáng nay 26 tháng 10 khẳng định quân đội nước này không tấn công vào những mục tiêu nhạy cảm ở Iran như các cơ sở hạt nhân. Thời báo Israel dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Tel Aviv nói rằng cuộc tấn công do lực lượng phòng vệ Israel IDF thực hiện nhằm vào Iran sáng ngày 26 tháng 10 chỉ tập trung vào những mục tiêu quân sự. Israel không tấn công vào các cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran mà chỉ tập trung vào nhiều mục tiêu quân sự. Chúng tôi nhằm vào những mục tiêu đã đe dọa Israel trong quá khứ và có thể làm điều tương tự như vậy trong tương lai, người này nói. Trong khi đó, truyền thông Iran xác nhận các vụ nổ lớn gần thủ đô Tehran liên quan tới hoạt động tác chiến của các đơn vị phòng không. Tình hình ở hai sân bay Mehrabad và Imam Khomeini bình thường và hoạt động tại những nơi đó vẫn diễn ra theo lịch trình. Ngoài ra, chúng tôi không ghi nhận bất kỳ vụ nổ hay hỏa hoạn nào xảy ra ở nhà máy lọc dầu Tehran, hãng tin IRNA cho biết. Theo trang Al Arabiya, cuộc tấn công lần này của Tel Aviv được thực hiện với mục đích đáp trả đợt tấn công tên lửa được quân đội Iran thực hiện nhằm vào lãnh thổ Israel đầu tháng này. Mỹ lên tiếng về cuộc tấn công của Israel vào Iran. Đài ABC News dẫn lời một quan chức Israel cho biết Tel Aviv đã thông báo cho Washington trước khi tấn công Iran. Mỹ đã xác nhận Israel tấn công trả đũa Iran. Chúng tôi biết rằng Israel đang tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích vào các mục tiêu quân sự ở Iran như một hoạt động tự vệ và để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel vào ngày 1 tháng 10 vừa qua. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sin Savet tuyên bố. Ba quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Washington không tham gia vào cuộc tấn công của Israel, theo NBC News. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về cuộc tấn công và đang theo sát tình hình. Trong tuyên bố ngày 26 tháng 10, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cho biết nhằm phản ứng với các cuộc tấn công liên tục trong nhiều tháng của Iran, IDF thực hiện tấn công chính xác vào những mục tiêu quân sự Iran. Truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức Israel nói rằng vụ tấn công đáp trả của Israel ngày 26 tháng 10 không nhằm vào hạ tầng năng lượng hay cơ sở hạt nhân. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó nói Tel Aviv có quyền tự vệ và phản ứng trước các cuộc tấn công của Iran, song ông Biden nhấn mạnh không ủng hộ Israel tập kích cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ của Iran. Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ đã thảo luận chặt chẽ với phía Israel trong những ngày qua về kịch bản tấn công Iran, bao gồm quy mô các mục tiêu được chọn, theo New York Times. Trước đó, các quan chức Mỹ đã bất bình khi Israel không nói trước với Mỹ về kế hoạch tấn công hạ thủ lĩnh Hezbollah Nasser Nasrallah. Truyền thông Iran đưa tin không có vụ nổ hay đám cháy nào tại các nhà máy lọc dầu của Tehran sau vụ tấn công từ Israel. Ngoài ra, hoạt động tại hai sân bay ở Tehran vẫn diễn ra bình thường. Nga phá kho đạn Ukraine ở Kurakhove nêu điều kiện đàm phán với phương Tây. Quân đội Nga cho hay không quân nước này tiếp tục thực hiện các vụ ném bom nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine tại thành phố Kurakhove. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga viết rằng quân đội nước này thông qua máy bay không người lái UAV trinh sát đã phát hiện điểm tập trung tạm thời của lữ đoàn cơ giới biệt lập số 58 Ukraine bên trong thành phố Kurakhove thuộc tỉnh Donetsk. Đòn không kích với sự hỗ trợ trinh sát từ UAV đã phá hủy nơi tập kết nhân lực tạm thời của đối phương cùng một kho đạn, hãng tin TASS dẫn thông cáo viết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong buổi phỏng vấn hôm 25 tháng 10 nói rằng việc Moscow đối thoại với phương Tây để giải quyết cuộc xung đột Ukraine có thể xảy ra với một điều kiện. Đó là phương Tây ngừng hoàn toàn hoạt động gửi vũ khí cho Kiev. Tôi không thấy bất kỳ điều gì có thể thảo luận với phương Tây, trong khi họ vẫn gửi vũ khí cho Ukraine. Chỉ có việc ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine
mới là tín hiệu cho thấy các quốc gia phương Tây chuyển hướng leo thang căng thẳng sang giải quyết xung đột theo đường lối chính trị ngoại giao, hãng tin TASS trích lời bà Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn. Theo số liệu được CNN công bố, toàn bộ vũ khí viện trợ mà phương Tây dành cho Ukraine từ tháng 1 năm 2022 tính tới tháng 3 năm 2024 trị giá gần 120 tỷ USD. Trong đó, Mỹ và Liên minh châu Âu EU chiếm lần lượt là 41% và 43%. Ông Trump lại dọa bỏ tù quan chức bầu cử. Trump tiếp tục đe dọa sẽ khiến những quan chức bầu cử và cử tri mà ông cho là gian lận phải lĩnh án tù dài nếu ông tái đắc cử. Tôi và nhiều luật sư đang theo dõi chặt chẽ tính liêm chính của cuộc bầu cử năm nay. Khi tôi thắng cử, những người gian lận bầu cử sẽ bị truy tố theo mức cao nhất của luật pháp, sẽ có các án tù dài hạn. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng ngày 25 tháng 10 trên mạng xã hội Truth Social. Ông Trump cho hay biện pháp này sẽ áp dụng với tất cả các luật sư, nhà hoạt động chính trị, nhà tài trợ, cử tri bất hợp pháp và quan chức bầu cử tham nhũng. Họ sẽ bị truy nã, bắt và truy tố ở mức chưa từng thấy, ông Trump nói thêm. Đây là lời đe dọa mới nhất của ông Trump nhắm vào các quan chức bầu cử và cử tri, dấu hiệu cho thấy cựu Tổng thống sẽ biến hệ thống tư pháp Mỹ thành vũ khí chống lại những người mà ông coi là gian lận. Ông Trump đã nhiều lần đưa ra những cáo buộc về gian lận sau khi thất bại trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Toàn bộ thẩm phán trong các phiên tòa thụ lý những cáo buộc gian lận này, trong đó có cả những thẩm phán được Trump bổ nhiệm, đều bác bỏ tuyên bố ông đưa ra. Hồi đầu tháng 9, ông Trump cũng đưa ra lời đe dọa tương tự nhắm vào các quan chức, nhân viên bầu cử. Ngày 24 tháng 10, ông còn tuyên bố sẽ sa thải công tố viên liên bang Jack Smith, người phụ trách hai cuộc điều tra nhằm vào ông, và tự ân xá bản thân nếu tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến giai đoạn nước rút. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy ông Trump đang dẫn trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris 2 điểm phần trăm trên toàn quốc chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử. Ứng cử viên hai đảng đang tích cực vận động ở các bang chiến trường để tìm cách giành được mọi lá phiếu có thể. Trong cuộc đua được đánh giá là rất xích sao này, chỉ số phiếu bầu cũng có thể quyết định người chiến thắng. Thái Lan sắp thu phí khách du lịch. Phí hạ cánh từng gây tranh cãi tại Thái Lan đã được đổi tên thành phí du lịch, dự kiến có hiệu lực từ giữa năm 2025. Động thái mới đây của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan nhận được sự quan tâm của nhiều du khách nước ngoài, trong đó có không ít người Việt. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sorangkorn Thienthong cho biết khoản thuế mới có tên phí du lịch sẽ được đệ trình lên nội các Thái Lan để phê duyệt trong quý đầu tiên của năm 2025. Trong giai đoạn đầu tiên áp dụng, những người đến bằng đường hàng không sẽ bị ảnh hưởng trước hết. Ông Sorangkorn cũng thông tin số tiền này sẽ được sử dụng để mua bảo hiểm cho người nước ngoài, phần còn lại được bổ sung vào quỹ phát triển du lịch. Quỹ này sẽ hỗ trợ cải thiện các điểm tham quan du lịch, bao gồm việc xây dựng cơ sở vật chất cho người khuyết tật và nhà vệ sinh cho khách du lịch. Phí du lịch ban đầu được gọi là Khai Yip Pandin hay là phí hạ cánh đã được nội các phê duyệt về nguyên tắc vào tháng 2 năm 2023. Mục tiêu ban đầu là đánh 300 baht, khoảng 8,88 USD đối với người nước ngoài đến bằng đường hàng không và 150 baht, tương đương 4,44 USD nhằm góp phần phục hồi ngành du lịch Thái Lan sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, do tranh cãi nên nhà chức trách đã quyết định đổi tên gọi.